nay rất là vui được những cái mời đến đó nhiều. Rõ. Tất cả mày mời. Đầu tiên là tất cả các bạn. Mày mời Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đến clip tiếp theo của mình thì hiện tại bây giờ là mấy giờ rồi? Bây giờ là 9:30 buổi tối. Hiện tại là mình có kèo mình rủ Nam OK. Hôm nay Nam OK lên phố đi bộ. À nhầm, hôm nay Nam OK lên Hà Nội anh em ạ. Thế là mình đã rủ Nam OK từ hôm nọ là lên Hà Nội là mình sẽ mời đi ăn ốc. Nên là hôm nay là bây giờ là anh em mình với Phạm Quý là sẽ đi ra chỗ Nam OK để ăn ốc. Anh em cùng đi với mình nhá. OK, let's go. Bây giờ sẽ đi ra lấy xe để đi ra chỗ hẹn của đã hẹn Nam OK. Nhìn ra cam, nhìn ra đỏ. Ủa, nhà xe. Mình đi Honda các cổ. Xe rồi. OK, bây giờ thì mình sẽ đi đi ra chỗ hẹn Nam OK. Cam bật chưa nhỉ? Đi ra đỏ, đi ra cam à? Đỏ chưa? Đó. OK. Bây giờ đi ra ngoài đường, cứ có cái cam cho nó chắc cú. OK, đi nhá. Nào xuống đây chị ăn đi. Hả? Chạy xuống đây chị ăn đi. Ôi thì mời ăn thì đã đi ăn. Mời uống uống không? Uống rượu đấy cũng đủ. Bạn cứ đồ ăn ngon bạn cứ mời mình đâu. Đi ăn ngon. Đồ ngon đồ ngon hơn bạn cứ mời mình ăn đâu. Cút. Huấn bảo gì nhỉ? Thầy Huấn bảo gì nhỉ? Huấn á? Hả? Không làm muốn ăn ăn đồ quỷ cút. Sau này. Sau này. Sau này. Chỉ có làm chịu khó cần bù thì bù siêng năng, chỉ có làm thì mới có ăn. Cái loại không làm mà đòi có ăn thì ăn đầu quẩy nha. Ăn cứt thì đâu có dễ, thì đâu có dễ, thì đâu có dễ. Ăn cứt thì đâu có dễ. Bạn có làm không bạn ơi? Bạn đang ăn gì ấy? Bạn đi chơi từ chiều rồi. Mình không đi chơi, mình đi làm. Làm gì? Mình đi làm mặt. Làm mặt đi chơi rồi. Không bạn ơi. Nhưng mà khuôn mặt mày nó thấy OK rồi đấy. Không, một vài lần, vài tháng nữa. Đi bắt cướp không rồi, làm mặt đây á? Mai mình mình bị đánh với bạn ạ. Sợ đấy. Biết trước. Biết trước không ai đấy. Bạn, nhà bạn chia sẻ không nhá. OK. Thế bạn ở đây ai đấy? Bạn mình. Mình á. Đâu gọi nó lên đi, bây giờ. Thế thôi, lên tầm đấy không lên được, không có gì để lên. Lên tầm đấy là OK rồi, lên nữa thì mẹ nó đổ. Chiều rồi, bây giờ mà bạn bảo không đi nữa là cắt mẹ chị. Không
lỗi của mỗi bộ không phải đâu. Không đảm bảo được hơn mà. Chúng ta cứ làm ok là mỗi bộ. Tỷ lượt bóng mỗi của em. Hả? Tỷ lượt bóng mỗi của em. Không phải thôi. Không phải cho một người. Lượt gì đó. Không chặt nhà. Lúc đầu rồi. Mày xuống 6-7 của đặt đi. Mày xuống giữa tuần này. Không được đặt ra đó. Mày làm ai biết? Tưởng lâu lâu quá đâu trả chết. Ở đây chỉ có ông này thôi, nó là ông con nữa. Ông ngón như ngón không thôi chứ. Sao? Bóng ít. Lá bóng. Cái gì lá bóng? Ông luộc lá bóng. À, ở nhà luộc luôn hả? Không luộc. Vẫn vẫn thừa phòng ấy, anh em ta ra ngoài ngủ bên trong cách âm. Đúng rồi, không nghe gì đâu. Anh Sĩ Sơn thỉnh thoảng thu âm suốt ở trong phòng. Đứng cho lên một tí. Không lên được. Cái gì? Mày cứ thế rồi. Sĩ Sơn cứ thế. À. Đúng rồi. Một mình cách ông phòng á. Đã bảo chỉ anh em biết với nhau thôi. Qua cầu cái qua là luôn. Ông Châu Quỳ Thá. Châu Quỳ ra Châu Quỳ bắt gì lên bắt được đấy. Châu Quỳ là nghe Quỳ Thá cầu hả? Chứ nó ra eo con lần này. Làm gì vậy? Điều biểu điều rồi. Điều biểu để chứng người chúng ta đóng mất chỗ nào. Vậy thì giao lưu bằng tác nhé. Giao lưu mấy... Mấy mấy là hồi. Giao lưu đội 36. Quay đấy, anh mấy chưa đến rồi. Đội 36, anh nhập thanh hóa. Anh đem tối đêm cũng sức. Rồi bạn vui vui rồi. Không, anh đi mình xin ngay. Lấy sức một ngày nhé. Thôi tôi bảo này tôi quay đi vui vui. Nhưng mấy giờ nó sai rồi. Muốn cũng chờ ra luôn. Còn đã thì luôn. Hợp tác phải đến sáng mai. Tí là đi hợp tác ở đâu? Tí là bán với nhau bạn nhỏ lắm mà. Đéo ra đi. Thôi đây rồi, mấy cái nóng mua nhà 2 tỷ. Đúng rồi. Nhà nó không bán mà đất, nó bán cả nhà đất. Là 2 tỷ mới chỗ nào. Cuối nhận bấm nhau, cái tiết mình có mấy nhà to to hả? Đối diện quán Tokyo. Mấy nhà quán cái nhà lên là
Anh này cũng nhàm kìa. Cho có thể uống uống gì nhỉ? Rượu. Ra xong bàn nhá, đừng ra đi luôn. Công an, công an. Anh đi về chứ? Ôi đi về đây. Con say chưa? Rất là cảm ơn những tiếng hôm nay có một bữa ốc và là mời anh em khá là ok. Môi còn khô không? Hả? Hôm nay môi ướt nhẫm phải không? Ướt vì ốc đúng không? Bây giờ đi về đi ngủ, mai về sớm. Tí nữa ướt vì hầu đúng không? Ok thì tạm biệt. Lùa quá đéo nói được. Bye bye. Thì, bye bye tất cả anh em nha, mình về đi ngủ đây. Đi ngủ nhá, lâu ra thôi chứ nhá. Nó còn đi vỉa hào đó. Tạo đầu óc để suy nghĩ, cứ tưởng trái đất này là của bố mày.